Lệnh cấm yêu của vị giám đốc trẻ. Đây là công ty của tôi. Tôi không thích có người yêu đương này nọ trong công ty. Và kế hoạch cưa cẩm không tưởng. Chỉ cần làm cho cái gã quái gì đó yêu lượn lượn, hắn sẽ bị chính cái lệnh cấm yêu đương của hắn bịt miệng luôn. Tôi thề, tôi nhất định sẽ làm cho con sư tử thối đó bãi bỏ lệnh cấm yêu. Hành trình chinh phục tình yêu rồi sẽ ra sao? Sếp tổng, có chuyện gì? Hay là anh uống ly cà phê trước đã. Tối quá à. Nắm bắt mọi trường hợp xảy ra bất ngờ, cho dù không có nguy hiểm cũng phải tỏ vẻ hoảng sợ. Người ta sợ quá à. Chỉ muốn anh yêu em lúc 11 giờ, bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 trên phim TV.